So sánh cuộc chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ, những hệ lụy cho đến nay. Cuộc chiến tranh Triều Tiên, 1950-1953 và chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ, 1955-1975, đều là những cuộc xung đột lớn trong thời kỳ chiến tranh lạnh, khi thế giới chia rẽ giữa hai phe, phe cộng sản, dẫn đầu bởi Liên Xô và Trung Quốc và phe tư bản, dẫn đầu bởi Hoa Kỳ. Mặc dù cả hai cuộc chiến đều diễn ra ở châu Á và có nhiều điểm tương đồng, chúng cũng có nhiều khác biệt về nguyên nhân cách thức diễn ra và hệ lụy. Phần 1. Nguyên nhân và bối cảnh dẫn tới cuộc chiến Đối với cuộc chiến tranh Triều Tiên Nguyên nhân chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 xuất phát từ sự chia cắt và xung đột ý thức hệ giữa miền Bắc và miền Nam Triều Tiên cùng với sự can thiệp của các siêu cường trong bối cảnh chiến tranh lạnh. Dưới đây là các nguyên nhân chính. Một sự chia cắt sau Thế chiến 2 Sau khi Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến thứ nhì, 1945, bán đảo Triều Tiên, từng bị Nhật chiếm đóng, được chia cắt tại vĩ tuyến 38. Phía Bắc do Liên Xô chiếm đóng và phía Nam do Mỹ kiểm soát. Sự chia cắt này dẫn đến việc hình thành hai chính quyền riêng biệt. Ở miền Bắc, chính quyền Cộng sản do Kim Nhật thành lãnh đạo, được Liên Xô và Trung Quốc ủng hộ. Ở miền Nam, chính quyền tư bản dưới sự lãnh đạo của Sinh Mang Ri, được Hoa Kỳ ủng hộ. Hai Mâu thuẫn ý thức hệ cả hai miền đều tuyên bố là chính quyền hợp pháp của toàn bộ triều tiên và muốn thống nhất đất nước dưới chế độ của mình miền bắc muốn thống nhất triều tiên dưới chế độ cộng sản trong khi miền nam tìm cách ngăn chặn điều này bảo vệ chế độ tư bản ba sự hậu thuẫn của các siêu cường trong bối cảnh chiến tranh lạnh triều tiên trở thành một chiến trường ủy nhiệm giữa hai khối đông tây liên xô và trung quốc hỗ trợ mạnh mẽ miền bắc cung cấp vũ khí và quân sự đồng thời khuyến khích miền bắc tấn công miền nam Hoa Kỳ, ủng hộ miền Nam, tìm cách ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản theo học thuyết e ngăn chặn, hay e con time. 4. Bất ổn chính trị ở miền Nam Chính quyền Simang Ri ở miền Nam gặp nhiều khó khăn với các cuộc nổi dậy và phản đối nội bộ, làm suy yếu khả năng tự vệ và quản lý. Điều này tạo điều kiện cho miền Bắc có cơ hội tấn công mạnh mẽ hơn. 5. Cuộc tấn công của miền Bắc, 1950 Ngày 25 tháng 6 năm 1950, Quân đội Bắc Triều Tiên bất ngờ vượt qua vĩ tuyến 38 và tấn công miền Nam, khởi đầu cuộc chiến tranh. Cuộc tấn công này được thực hiện với sự đồng ý và hỗ trợ của Liên Xô, trong khi Trung Quốc đứng sau sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết. Sự chia cắt ý thức hệ, mâu thuẫn chính trị và sự can thiệp của các cường quốc đã khiến bán đảo Triều Tiên trở thành một trong những chiến trường quan trọng trong cuộc đối đầu toàn cầu giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản. Về phía cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ 1955 năm 1975, bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân phức tạp, chủ yếu liên quan đến chính trị quốc tế và các lợi ích chiến lược của Mỹ trong bối cảnh chiến tranh lạnh. Dưới đây là các nguyên nhân chính. Một chủ nghĩa chống cộng và học thuyết domino. Chủ nghĩa chống cộng sản, sau Thế chiến thứ nhì, Hoa Kỳ trở thành một trong những quốc gia lãnh đạo trong cuộc chiến chống lại sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh lạnh. Họ tin rằng nếu một quốc gia rơi vào tay cộng sản, các quốc gia lân cận cũng sẽ chịu ảnh hưởng tương tự. Học thuyết domino, chính quyền Mỹ, đặc biệt dưới thời tổng thống Eisenhower, đưa ra học thuyết domino, theo đó nếu Việt Nam rơi vào tay cộng sản, các quốc gia khác ở Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Thái Lan và cả Indonesia cũng có thể rơi theo. Điều này dẫn đến sự lo ngại về sự thống trị của khối cộng sản ở châu Á. Hai hiệp định Geneva 1954 và sự chia cắt Việt Nam Hiệp định Geneva 1954, sau chiến thắng của Việt Minh trước Pháp tại Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva được ký kết, dẫn đến việc chia cắt Việt Nam tạm thời tại vĩ tuyến 17. Miền Bắc do Đảng Lao động Việt Nam, Việt Minh, lãnh đạo với Hồ Chí Minh đứng đầu, trong khi miền Nam do Chính quyền Quốc gia Việt Nam do Bảo Đại đứng đầu. Chính quyền Ngô Đình Diệm, Mỹ ủng hộ mạnh mẽ Ngô Đình Diệm sau khi ông loại bỏ Bảo Đại và trở thành tổng thống của Việt Nam Cộng hòa chính quyền diệm được mỹ coi là một bức tường thành chống cộng sản ở đông nam á ba mục tiêu ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản ngăn chặn sự phát triển của phong trào cách mạng mỹ lo ngại rằng nếu việt nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của hồ chí minh và đảng cộng sản điều này sẽ tạo động lực cho các phong trào cách mạng chống lại các chính quyền thân phương tây khác trong khu vực đông nam á cam kết với đồng minh mỹ cảm thấy có nghĩa vụ phải hỗ trợ việt nam cộng hòa để duy trì sự ổn định của các chính quyền đồng minh thân phương tây khác trong khu vực bốn mỹ thay thế vai trò của pháp ở đông dương sự rút lui của pháp sau khi pháp thất bại trong cuộc chiến chống lại việt minh và ký hiệp định geneva pháp bắt đầu giảm dần sự hiện diện quân sự ở đông dương mỹ lo ngại về sự bành trướng của cộng sản đã quyết định thay thế vai trò của pháp và dần dần can thiệp sâu hơn vào việt nam hỗ trợ kinh tế và quân sự ban đầu mỹ cung cấp viện trợ kinh tế và quân sự cho chính quyền miền nam để chống lại việt minh tuy nhiên khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, Mỹ quyết định gửi quân tham chiến trực tiếp. Năm Xung đột nội bộ tại Việt Nam Xung đột giữa miền Bắc và miền Nam Miền Bắc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam theo đuổi mục tiêu thống nhất đất nước dưới chế độ Cộng sản, trong khi chính quyền miền Nam ngô đình diệm với sự hỗ trợ của Mỹ đã phá hoại Hiệp định Geneva, không tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Chính quyền Ngô Đình Diệm đã đàn áp những người giải phóng dân tộc hết sức giả mang hàng trăm nghìn người bị bắt, hàng chục nghìn người bị sát hại. Phong trào Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam vào năm 1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam hay gọi là Việt Cộng được thành lập với mục tiêu lật đổ chính quyền miền Nam và thống nhất đất nước. Mỹ coi đây là mối đe dọa lớn và quyết tâm hỗ trợ chính quyền miền Nam chống lại phong trào này. 6 sự thất bại của chính quyền Ngô Đình Diệm. Chính sách của Diệm không hiệu quả, chính quyền Ngô Đình Diệm dù được Mỹ ủng hộ mạnh mẽ gặp phải nhiều khó khăn và bất ổn nội bộ do các chính sách đàn áp Phật giáo và tham nhũng. Điều này làm suy yếu lòng tin của người dân và dẫn đến các cuộc nổi dậy chống lại chính quyền miền Nam. Mỹ can thiệp sâu hơn, khi nhận thấy chính quyền Diệm không thể ổn định tình hình, Mỹ quyết định can thiệp trực tiếp bằng việc cử quân đội tham chiến và thay thế chính quyền Diệm bằng các chính quyền khác thông qua việc hỗ trợ đảo chính. 7. Sự kiện Vịnh Bắc Bộ, 1964 Sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Ngày 2 tháng 8 năm 1964, tàu khu trục Mỹ USS Maddox bị tấn công bởi các tàu tuần tra của Bắc Việt tại vịnh Bắc Bộ. Dù còn nhiều tranh cãi về chi tiết, sự kiện này đã được thổi phồng trong các báo cáo chính thức của Mỹ. Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ, dưới thời Tổng thống Johnson, Quốc hội Mỹ thông qua Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ, trao cho Tổng thống quyền sử dụng lực lượng quân sự tại Đông Nam Á mà không cần phải tuyên chiến chính thức. Đây là bước ngoặt quan trọng, cho phép Mỹ gia tăng mạnh mẽ sự hiện diện quân sự tại Việt Nam. 8. Chiến lược quân sự của Mỹ tại Đông Nam Á. Chiến lược chiến tranh cục bộ, Mỹ áp dụng chiến lược chiến tranh cục bộ nhằm tăng cường sức mạnh quân sự, tiêu diệt lực lượng Việt Cộng và quân đội Bắc Việt thông qua các chiến dịch không kích và các chiến dịch quân sự quy mô lớn. Chiến dịch Sấm Rền Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc Việt Nam lần một, đây là chiến dịch không kích dài hơi và khốc liệt do Mỹ thực hiện từ năm 1965, nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng và tiềm lực chiến tranh của Bắc Việt, nhưng không đạt được kết quả như mong đợi. 9. Lợi ích chiến lược của Mỹ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Kiểm soát khu vực Đông Nam Á, Mỹ coi Đông Nam Á là một khu vực chiến lược quan trọng trong việc duy trì ảnh hưởng của mình ở châu Á, Thái Bình Dương. Việt Nam, đặc biệt với vị trí địa lý gần Trung Quốc và nằm giữa các quốc gia Đông Dương, được coi là một trong những tiền đồn quan trọng để Mỹ ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc và Liên Xô. Tóm lại, cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ là kết quả của sự kết hợp giữa các yếu tố chiến lược trong chiến tranh lạnh chủ nghĩa chống cộng của Mỹ và tình hình nội bộ phức tạp tại Việt Nam. Mỹ với mục tiêu ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản đã can thiệp mạnh mẽ vào Việt Nam, nhưng cuối cùng không đạt được mục tiêu do sự kiên cường của lực lượng cách mạng Việt Nam và sự thiếu hiệu quả trong chiến lược của chính quyền tay sai ở miền Nam Việt Nam. Mời các bạn đón xem phần 2 vào 19 giờ 30 phút ngày mai, cách thức chiến tranh ở Triều Tiên và Việt Nam.